walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Từ trước giờ em đi nhiều quán cà phê để coi đá banh rồi. Thì hôm nay thử đi quán này thì thấy cái máy chiếu của mình, cái màu của nó đẹp hơn so với những cái quán khác rất là nhiều. Thì thấy cái cỏ, nhất là cỏ màu xanh nó rất là đẹp. Thì những cái màu xanh của cái máy chiếu khác á, thì em thấy nó rất là nhạt, nó không có được sặc sỡ như cái máy chiếu này. Thì em đánh giá cao máy chiếu này. Em thì em uống cà phê từ cái quán này từ lúc mà cái mùa World Cup nó bắt đầu rồi. Em đi với bạn bè em cũng rất là nhiều, tới quán này rất là nhiều lần. Nhưng mà mới nghe chủ nói là cái quán này nó mới thay cái máy chiếu gì đó của bên kêu. Thì em thấy cái màu hôm nay coi thấy nó khác với cái màu máy chiếu mà mấy bữa trước em coi. Thì hôm nay thấy màu nó sắc nét, nó đậm hơn, mà thấy nó trung thực hơn cái máy chiếu mà em coi đợt trước. Thì em đã nghe đến con BenQ TK800 này nhiều rồi, tuy nhiên là vẫn chưa có được một buổi để mà trải nghiệm. Thì nghe nói là hôm nay bên Saka có chiếu bóng đá thì em có ghé ngang qua. Thì thật sự là con TK800 này, ngoài cái việc mà em nghe nói là cái mức giá của nó thì khá là tốt trong cái tầm giá của các máy chiếu 4K, thì cái màu sắc dành riêng cho con TK800 nó tinh chỉnh để chúng ta xem bóng đá, thì cái màu cỏ rất là nổi bật, cũng như là cái màu áo rồi những cái trái bóng, những cái đường banh bóng thì nó khá là rõ nét. Với lại cái độ phân giải 4K này trên một cái màn chiếu khoảng chừng 200-300 inch mà phía sau lưng các bạn thấy ha. Thì em thấy rằng con này nó rất là good trong cái tầm giá 4K mà hiện tại ở Việt Nam đang có. We will fly above the sky.